Chào mừng các bạn đến với kênh của mình nha. Hôm nay thì mình được bạn Hem vui cho mượn ạc review skin S của MAC. Cái skin hường hòe này. Ủa? Ủa Joseph à? Thề luôn mình vẫn vào cái tủ. Quá đáng vậy. Cho con robot núp tủ cũng không xong nữa. Trận này thì có tận hai nhà tâm lý học với lại một bệnh nhân, hai bà vợ và một ông chồng. Nói chung, ui dồi ôi. Ừ, Joseph, nói chung là Joseph với lại Ada, hai con này nó kiểu khắc chế ngược lẫn nhau ấy. Tức là khi mà Joseph dí Ada thì là Joseph khắc chế, nhưng mà khi mà hưu máu lẻ thì Ada sẽ khắc chế. Tại vì Ada hưu được máu lẻ 0.25 mà. Rồi xong luôn, mình đã bị phát hiện. Nhưng mà bạn ấy sẽ không treo được mình. Còn robot của mình thì vẫn trong tủ. Rồi ôi, sao bái gục trên nhà hai tầng thế kia. Trời ơi, gục sát cạnh Hunter luôn á. Đùa chứ. Khi mà các bạn bị Joseph đánh á kìa, thì làm ơn chạy về cái hướng ngược lại chẳng hạn, hoặc là chạy vào góc map chẳng hạn. Chết giữa đường thì mình chịu. Mặc dù là bạn ấy bị đánh khá là sớm nha, mà bạn ấy gọi là phi vào mặt Hunter để chết luôn. Không biết là xui hay gì nữa. Chạy đúng cái round mà Joseph chạy luôn. Rồi, mình phải thí con robot này rồi, trời ơi. Không mất máu bạn ơi, cứ không mất máu bạn ơi. Thực sự thì khi chơi MAC mà gặp Joseph thì cũng hơi phế một chút. Tại vì là cái con robot của mình ấy nó không thể nào giải xong được một máy trước khi hết ánh ấy. Hoặc là mình phải giữ robot cho đến khi giữa trận. Khi đấy là mình... Bây giờ robot của mình còn ít quá nên mình cho ra cổng đứng luôn, không giải máy nữa. Cái khi nãy là mình bấm nhầm cái nút mở tủ ra ấy. Mình chỉ định cây sang check xem là Hunter nó ở đâu thôi. Ủa, mất dấu bạn kia rồi. Đấy, cứu ra khỏi ghế kìa, máu vẫn tự hồi kìa. Không còn Titan nữa là máu tự hồi. Nhưng mà tí nữa hết ảnh thì lại... À, vẫn gục, đằng nào cũng gục thôi. Mình không muốn bị double down quả này, tại vì là mình sẽ đi cứu bạn Payson kia. Nếu hai người gục ở đây thì rất dễ là bị bắt bài chúng. Kể cả có máu lẻ thì bà kia vẫn hú được. Rồi ok. Bị double down thì sẽ rất là mệt, tại vì máy còn tận 4 máy liền không kịp ấy. Đấy, hú rồi kia kìa. Bây giờ mình sẽ cai, đằng nào thì mình cũng hết đồ rồi. Và khi mà có người mất máu thì mình giải máy cũng rất là chậm. Trời ơi, bạn ơi, mình đang cai, đừng có hú mình. Ui rồi, phải vượt lên để bắt mình nhá. Thực ra là cái hồi đấy mình cũng khá là thích cái bộ hồng hồng này. Nhưng mà mình không main MAC và bộ này là skin S thì mua nó hơi tốn tiền. Thật sự là mình rất tiếc tiền. Và cho nên mình không mua. Hồi đó mình chỉ mua đúng một cái access mà mình lại còn nhầm nữa cơ. Ban đầu mình tưởng là cái access con robot đầu nấm đấy nó hình nó màu hồng, nhưng mà thành ra nó lại màu xanh. Mua xong đúng tiếc đứt ruột luôn. Rồi sau đấy nó lại còn ra collab cái skin S, à lộn, collab skin A của Mecha bên Death Note đó kìa. Thì cái skin, cái phụ kiện S đấy nó còn đẹp nữa, là mình cũng bỏ tiền ra mình mua. Đấy, vậy cho nên là nhiều khi là nếu con đấy mình không chơi thì thôi, mình không nên đầu tư quá. Nhưng mà thật sự cái phụ kiện S hồi con lát đấy nó rất là đáng tiền. Trời, sao cứ hú mình nhờ, mình đang còn bị bóng cục mà. Từ từ hãy hú chứ, trời ạ.
Rồi mình gục luôn rồi này. Đấy, hú làm gì? Nó vẫn cứ hú. Khổ quá, bạn có thấy là nó đang treo bóng mình không? Đi solo nó khổ vậy đó. Rồi bây giờ khả năng cao là Hunter nó sẽ bách bài ra chỗ mình. Trừ khi có ai đó đứng bắt bách bài cho mình, không là mình bị sách liền. Tại vì mình là đứa gần nhất ý, Hunter giờ thì mắc chiêu rồi. Có vẻ như Hunter không thấy mình rồi. Tại sao nhỉ? May mắn chăng? Nãy giờ mình hưu đầy rồi mà còn chưa ấy này. Mình vẫn chưa thấy team cho nên là mình bò ra để được hưu nha. Mình cũng không muốn mất tự dậy. Rồi hưu đầy luôn. Hunter đâu ta? Vẫn chưa thấy bóng dáng của Hunter đâu cả. Chụp ảnh à, đứng đợi chụp ảnh à. Thực ra thì bạn ấy có thể... À, Hunter đến. Mình đang định nói là bạn ấy có thể hưu đầy máu mình rồi vào ảnh hưu. Nhưng mà Hunter đến rồi. Còn có 3 máy thôi và gần như trận đấu đang bắt đầu lại. Tại vì hai người nữa máu thì không bị dí. Mình sẽ lục cái hòm này xem có kim tiêm hay không. Con robot mình vẫn để ở cổng rồi. Bằng đấy năng lượng thì mở cổng thoải mái mà. Một chấm nó còn mở được. Không được rồi. Ra cái găng tay vô dụng. Đây đây đây, heal bạn ơi. À nhưng mà từ từ. Mình máu của mình đang 99 rồi. Bây giờ bạn sờ vào người mình một phát là mình bị ấy luôn. Không được bạn ơi, từ từ. Bạn đấy, may quá. Bạn ấy biết đấy chứ. Thật sự thì các bạn newbie là nhiều người chưa biết cách heal máu khi gặp Joseph. Các bạn cứ hiểu đơn giản là sau khi hết ảnh thì số máu ở người thật và số máu ở ảnh sẽ cộng lại chia đôi và sẽ ra sát thương bạn phải nhận. Thì nếu mà các bạn heal đầy khi mà bóng ảnh của bạn bị gục thì sau khi hết ảnh thì nó chỉ còn... À lộn, sau khi hết ảnh thì tự nhiên các bạn lại mất 0.25 máu nếu bóng ảnh của các bạn còn nửa máu, hoặc là mất nửa máu nếu bóng ảnh của các bạn bị gục. Đấy, nói chung là cứ cộng lại chia đôi là các bạn sẽ tính được hết. Rồi không biết bây giờ còn một máy nữa ở đâu ta. Lên ghế lần 2. Cái máy này này với một máy nữa. Cái máy cuối là máy ở đâu nè. Bây giờ bọn mình đang thiếu một máy nữa cơ. Đây, máy trước nhà 2 tầng vậy. Đúng rồi, hai máy này luôn. Đang xách bóng treo cho nên là không... Rồi, ok. Không sợ jump scare. Máy này thì xong luôn rồi này. Máy giữa nhà được không một nữa. Thực sự thì phải giải cho xong đi chứ không tin nữa hết ảnh thì nó cũng bị tụt. Mình có 6 giờ nha. Chạy đi bạn ơi, máy này chưa xong được. Ui, giật cả mình. À rồi, đuổi mình là mất dấu bạn kia. Rồi, cái bóng ảnh vẫn... Cái bóng ảnh còn đang cục cơ. Ê, Hunter dí mình luôn thì phải. Mình ping lộn ý. Nhưng mà bây giờ mình đầy máu bạn. Ôi. Đầy máu thì bạn vẫn phải chém mình 2 phát lận. Ui rồi, bách quả bài đẹp thế nhờ. Mình sẽ cố gắng chạy ra xa cái máy ở giữa nhà thôi. Lại vinh lộn. Thề luôn, khi mà chạy người khác thì những cái ping nó rất là khó chịu. Ôi rồi, không là được ván. Không là được ván. Mình lên ghế lần 2. Ok, máy xong rồi. Bây giờ Pram là mình sẽ dùng
Hay quá, hú còi hay quá, hay quá. Ủa, tôi làm trò gì vậy? Rồi bây giờ còn cái bóng ảnh của mình nữa cơ. Không có ai cứu và tin nữa mình vẫn gục nè. Hunter vẫn ở đấy rồi. Mình phải lựa lúc để mình cứu, nhưng mà không được rồi, các bạn không được rồi, thôi. Bỏ vậy. Khó quá. Hầm ở đâu nhỉ? À nhưng mà với thời gian này thì có khi là xong cổng luôn đấy chứ, chạy thẳng ra cổng vậy. Đổi phép rồi. Ui rồi, ba người kia ra luôn rồi, mình bị quả vô rồi, ác dữ. Trời ơi. Thôi mình bị quả vô rồi, thôi rồi. Bị quả vô thì Hunter biết mình ở đâu rồi. Hầm ở đâu mình cũng chả biết nữa. Hết ảnh thì tôi cũng gục. Hầm, ôi không có ở đây, tưởng hầm ở đây thì hên. Hầm ở đây thì mình nhảy luôn nhưng mà không có, quên mất nãy mình cài ở đây rồi. Giờ Hunter bách bài ra sách mình thôi. Má, thấu hài dễ sợ, ba người kia ra luôn. Không lưu luyến gì, đúng là chỉ cần thắng là được mà. Thôi nằm ăn vạ tí, đợi nữa Joseph đến. Đây rồi. Cuối cùng anh cũng đến. Cho anh một điểm treo ghế. Ok, cảm ơn các bạn đã xem hết video nha. Bye bye.